Thưa quý vị và các bạn, tỉnh An Giang được thành lập vào năm 1832 dưới triều vua Minh Mệnh, trải qua chiều dài lịch sử 191 năm hình thành và phát triển. Qua giao dòng chảy chung của dân tộc, An Giang luôn phát huy truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm, cần cù, sáng tạo trong lao động, đoàn kết, nhân ái, giản dị, thủy chung trong cuộc sống, đã anh dũng chiến đấu bảo vệ quê hương, bảo vệ phên dầu biên cương của Tổ quốc và xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Nhìn lại chặng đường 191 năm hình thành và phát triển, các thế hệ hôm nay luôn tự hào về truyền thống dễ dàng đó và sẽ tiếp bước cha ông, đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm lập nên những chiến công, thành tựu to lớn hơn, xây dựng quê hương, đất nước ngày thêm phát triển, giàu mạnh hơn. Tên gọi An Giang với ý nghĩa là vùng đất có những dòng sông hiền hòa và an bình, nằm ở vị trí địa đầu biên giới Tây Nam Tổ quốc. Với biên giới dài gần 100 km giáp Vương quốc Campuchia, nơi đầu nguồn Cửu Long đổ về Việt Nam, An Giang có địa chính trị, địa kinh tế, văn hóa xã hội và quốc phòng an ninh quan trọng. Là tỉnh đồng bằng sông Cửu Long có đặc trưng riêng biệt, vừa có đồng bằng, vừa có rừng núi, với nhiều di tích lịch sử. Có nhiều cảnh quan thiên nhiên về sông nước, đồng lúa, núi non kỳ dĩ, tạo bức tranh sơn thủy hội tụ trong không gian văn hóa độc đáo. An Giang còn là tỉnh đa dân tộc, đa tôn giáo, nơi khởi nguồn của đạo Phật giáo Hòa Hảo, Bửu Sơn Kỳ Hương và Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa. Các dân tộc Kinh, Hoa, Chăm, Khmer cùng chung sống hòa thuận lâu đời, hình thành những giá trị văn hóa phong phú cùng các công trình kiến trúc độc đáo. Là tỉnh địa đầu biên giới Tây Nam của Tổ quốc, ngay từ những ngày đầu khẩn hoang lập ấp, An Giang trở thành ngọn cờ tiên phong chống giặc trên miền biên diễn. Quân và dân An Giang với tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường, lòng quả cảm đã cùng với quân dân cả nước quyết liệt chiến đấu, giành thắng lợi và giữ yên bờ cõi. Không chỉ anh dũng kiên cường trong chiến đấu chống kẻ thù xâm lược, nhân dân An Giang còn rất cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, luôn thể hiện ý chí và khát vọng mạnh mẽ vươn lên trước mọi khó khăn thách thức. Bước vào thời kỳ đổi mới, với tinh thần trách nhiệm trước đảng và nhân dân, lãnh đạo tỉnh An Giang qua các thời kỳ đã tìm tòi, chủ động sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vận dụng sáng tạo những chủ trương chính sách của đảng, nhà nước vào điều kiện thực tế của địa phương. Có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực, được Trung ương ghi nhận và đánh giá cao. Từ tỉnh đứng trước ngưỡng thiếu lương thực, đến năm 1988, sản lượng lúa của An Giang vượt mức 1 triệu tấn, đến năm 1994 vượt mức 2 triệu tấn, và hiện nay đạt trên 4 triệu tấn. An Giang trở thành một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về sản lượng lương thực, góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, đồng thời trung bình mỗi năm xuất khẩu khoảng 1,5 triệu tấn gạo, đóng góp quan trọng vào kim ngạch xuất khẩu gạo của cả nước. Với những thành tích xuất sắc, đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Giang đã vinh dự được đảng và nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như huân chương sao vàng, huân chương lao động hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là niềm vinh dự tự hào, là nguồn cổ vũ to lớn đối với các thế hệ lãnh đạo, đồng bào và nhân dân trong tỉnh, là điểm tựa, niềm tin vững chắc để An Giang tiếp tục dựng bước tiến lên, đạt nhiều thành tựu to lớn hơn. Phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang 191 năm hình thành và phát triển, đảng bộ, chính quyền, nhân dân An Giang sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm xây dựng quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng ngày càng văn minh, giàu đẹp, xứng đáng với công sức khai mở, dung bồi của những bậc tiền nhân. Thưa quý vị, hôm qua tại trường Trung học phổ thông Tịnh Biên, Thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã Tịnh Biên long trọng tổ chức lễ khai hương niệm sư từ thị xã Tịnh Biên. Đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang đã đến dự. Niệm sư từ thị xã Tịnh Biên được khởi công từ ngày 27 tháng 8 năm 2023 đến nay đã hoàn thành với kinh phí khoảng hơn 1 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Công trình hoàn thành là niềm tự hào của các thế hệ nhà giáo, những người tâm huyết trong sự nghiệp trồng người, giáo dục truyền thống tôn sư trọng đạo cho các thế hệ học sinh ở thị xã Tịnh Biên. Nhân dịp lễ khai hương niệm sư từ thị xã Tịnh Biên, đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang đã tặng bức tượng cụ Chu Văn An, người được xem là dạng thế sư biểu của nền giáo dục Việt Nam, nhằm giáo dục truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam đối với các thế hệ học sinh trên địa bàn thị xã Tịnh Biên.
Chiều nay ngày 21 tháng 11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì tiếp dân định kỳ tháng 11 năm 2023 và xem xét giải quyết khiếu nại của công dân. Cụ thể, xem xét giải quyết khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân đối với hai trường hợp là ông Nguyễn Văn Nổi, ấp Văn Trà, xã Văn Giáo, thị xã Tịnh Biên, khiếu nại yêu cầu đòi lại đất đã xây dựng trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Phước Hưng, huyện An Phú, tỉnh An Giang từ năm 1982 và trường hợp của bà Lê Thị Ngọc Nhan, ngụ ấp Tân Thành, xã Tân Lập, thị xã Tịnh Biên. Khiếu nại liên quan đến việc thực hiện dự án nâng cấp tuyến đường liên tỉnh nối từ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang qua khu vực tứ giác Long Xuyên, nối với huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, đường tỉnh 954, phân đoạn xã Tân Lập, thị xã Tịnh Biên. Qua xem xét nội dung khiếu nại của công dân và báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện An Phú và Ủy ban Nhân dân thị xã Tịnh Biên, ý kiến phát biểu của các cơ quan tham dự, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình kết luận, giao tổ công tác phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện An Phú rà soát vụ việc khiếu nại của ông Nổi. Đối với khiếu nại của bà Nhan, đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Tịnh Biên giải quyết khiếu nại lần đầu theo đúng quy định pháp luật khiếu nại. Bà Nhan không đồng ý quyết định giải quyết của thị xã Tịnh Biên nhưng không thực hiện khiếu nại tiếp theo trình tự, tuy đã được cơ quan chức năng hướng dẫn. Hiện, việc thực hiện dự án này hiện có 641 hộ bị ảnh hưởng. Phần lớn, các hộ dân đều đồng thuận chính sách bồi thường. Có 6 hộ khiếu nại đến tỉnh. Vừa qua đã được đối thoại, ban hành quyết định giải quyết khiếu nại 4 hộ. Trong đó, giải quyết 2 hộ đã thống nhất chính sách rút đơn khiếu nại. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân thị xã Tịnh Biên tiếp tục vận động đối thoại với bà Nhan để bà được rõ.